Chúng con xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần xuống xưa đây mọi sự trong ngoài chúng con. Chúng con cầu cùng Đức Chúa Trời xưa đã cho Đức Chúa Thánh Thần xuống soi lòng dạy dỗ các thánh tông đồ. Vì vậy chúng con cũng xin Đức Chúa Trời cho Đức Chúa Thánh Thần lại xuống an ủi dạy dỗ chúng con làm những việc lành vì công việc vô cùng Đức Chúa Giêsu Kitô và Chúa chúng con. Amen. Lạy Chúa, con tin thật có một Đức Chúa Trời là Đấng thương phạt vô cùng. Con lại tin thật Đức Chúa Trời có ba ngôi mà ngôi thứ hai đã xuống thế làm người, chịu nạn chịu chết mà chuộc tội cho thiên hạ. Bấy nhiêu điều ấy cùng các điều hội thánh dạy thì con tin vững vàng vì Chúa là Đấng thông minh và chân thật vô cùng đã phán truyền cho hội thánh. Amen. Lạy Chúa, con trông cậy vững vàng vì công nghiệp Đức Chúa Giêsu thì Chúa sẽ ban ơn cho con giữ đạo nên ở đời này cho ngày sau được lên thiên đàng xem thay mặt Đức Chúa Trời hương phúc đời đời. Vì Chúa là Đấng phép tăng và lòng lành vô cùng đã phán đưa sự ấy chẳng có lẽ nào sai được. Amen. Lạy Chúa, con kinh mến Chúa hết lòng hết sức trên hết mọi sự vì Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Lại vì Chúa thì con thương yêu người ta như mình con vậy. Amen. Lạy Chúa, Chúa là Đấng trọn tốt trọn lành vô cùng. Chúa đã dựng lên con và cho con Chúa ra đời chịu nạn chịu chết vì con mà con đã cả lòng phán nghịch lỗi nghĩa cùng Chúa khi con nó buồn đau đớn cùng chê ghét mọi tội con trên hết mọi sự con dốc lòng chưa cái và nhờ ơn Chúa thì con sẽ lánh xa gì tội cùng làm việc để tội cho xứng. Amen. Hãy trôi dậy với anh mê, hãy trôi dậy từ cõi chết. Chúa sẽ chiều người anh quang vinh trên đầu người. Đã bao năm qua gian trần miệt mài sống trong anh chị em tạm ngồi. Trong thánh lễ này cùng hiệp thông với tất cả mọi người đang tham dự từ trực tuyến, chúng ta cầu xin Chúa ban bình an cho gia đình, xin Chúa thương đến các bệnh nhân, các dân tộc và những người đang đau khổ. Xin Chúa chữa lành các loại bệnh tật, nhất là bệnh dịch và bệnh ung thư, an ủi các nạn nhân chiến tranh. Xin an ủi người dân Ukraine đang hứng chịu chiến tranh. Xin Chúa bảo vệ người di tản và chúc lành cho các quốc gia tiếp nhận và lo lắng cho người tị nạn. Xin cho các lãnh đạo độc tài biết tôn trọng sự sống người khác. Xin Chúa chúc lành, ban sức khỏe, ban công ăn việc làm thuận lợi cho các con cháu ở Nhật. Và xin Chúa bảo vệ Đức Thánh Cha,
các giám mục, các linh mục, các tu sĩ. Xin Chúa ban cho giáo xứ Thánh Tuân bình an thoát khỏi sự dữ. Xin cho công ăn việc làm bình an và cầu nguyện như ý. Cầu cho hai linh hồn Giuse, Maria Teresa Paolo Rosa và Maria nhân ngày giỗ, các linh hồn ông bà, cha mẹ, tổ tiên, các linh hồn mồ côi, các linh hồn thai nhi, các linh hồn qua đời vì dịch tễ và chiến tranh, cũng như các linh hồn, các linh mục, các tu sĩ. Anh chị em đứng. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Nguyện xin ân sủng Đức Giêsu Kitô Chúa chúng ta, tình yêu của Chúa Cha và ơn thông hiệp của Chúa Thánh Thần ở cùng anh chị em. Ngày thứ năm trong tuần, chúng ta kính mình máu Thánh Chúa Kitô và kính nhớ việc Chúa Giêsu lập bí tích thánh thể. Chúng ta ước ao trước hết cho mình nên công chính thánh thiện như Chúa và sống một đời sống không bao giờ sai phạm. Đó là điều mà chúng ta cần phải vươn tới để đẹp lòng Chúa. Và giờ đây anh chị em dục lòng ăn năn thống hối, xin Chúa dùng chính quyền phép của Người làm cho tâm hồn chúng ta, làm cho cung lòng chúng ta trở nên đền thờ để chính Người ngự vào. Tôi thu nhận cùng Thiên Chúa toàn năng, tôi đã phạm tội nhiều trong tư tưởng, lời nói, việc làm và những điều thiếu sót. Lỗi tại tôi mọi đàng. Vì vậy tôi xin Đức Bà Maria trong đời đồng trinh, các thiên thần, các thánh và anh chị em khẩn cầu cho tôi trước và Thiên Chúa, Chúa chúng ta. Xin Thiên Chúa toàn năng thương xót tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa Kitô thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Xin Chúa thương xót chúng con. Chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất từ bi, này chúng con hết lòng trông cậy vào Chúa, xin nhận lời chúng con khẩn nguyện và luôn che chở giữ gìn chúng con, để từ đây thoát vòng tội lỗi, chúng con bền tâm sống cuộc đời thánh thiện và đáng hưởng gia nghiệp Chúa hứa ban. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, là Thiên Chúa và là Chúa chúng con, Người hằng sống và hiển trị cùng Chúa, trong sự hợp nhớ của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Bài chích sách sáng thế. Trong những ngày ấy, Áp-ram sắp mình xuống đất và Thiên Chúa phán cùng ông rằng: Này ta đây, ta giao vợ ước với ngươi, ngươi sẽ là tổ phụ nhiều dân tộc, thiên hạ sẽ không còn gọi ngươi là Áp-ram nữa, nhưng sẽ gọi là Áp-ra-ham, vì ta đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc. Ta sẽ ban cho ngươi con cháu đông đúc, ta sẽ đặt ngươi làm tổ phụ nhiều dân tộc và nhiều vua chúa xuất thân từ ngươi. Ta sẽ thiết lập giao ước vĩnh viễn giữa ta với ngươi, cùng con cháu ngươi
từ thế hệ này qua thế hệ khác, để ta trở nên Thiên Chúa của các của ngươi và của dòng dõi ngươi. Ta sẽ ban cho ngươi và dòng dõi ngươi đất mà ngươi cư ngụ, sẽ cho ngươi làm chủ vĩnh viễn toàn cõi đất Canaan, và ta sẽ là Chúa của chúng. Chúa lại phán cùng Abraham rằng: phần ngươi và dòng dõi ngươi từ đời nọ sang đời kia, hãy giữ lời giao ước của ta. Đó là lời Chúa. Tôi muốn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Tôi muốn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hãy coi trọng Chúa và quyền năng của Chúa. Hãy tìm kiếm thiên nhân Chúa luôn luôn. Hãy nhớ lại những điều kỳ diệu Chúa đã làm, những phép lạ và những điều Ngài phán quyết. Tôi muốn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Hỡi miêu duệ Ephraim là tôi tớ của Ngài. Hỡi con cháu Gia-cốp, những kẻ được Ngài khen chọn. Chính Chúa là Thiên Chúa chúng ta, quyền cai trị của Ngài bao trùm khắp cả địa cầu. Tôi muốn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Tôi muốn đời Ngài vẫn nhớ lời minh ước, lời hứa mà Ngài đã an bài. Tôi muốn thế hệ lời minh ước Ngài đã ký cùng Abraham, lời thề hứa Ngài đã thề với Isaac. Tôi muốn đời Chúa vẫn nhớ lời minh ước. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Gioan. Lạy Chúa, vinh danh Chúa. Khi ấy Chúa Giêsu nói với người Do Thái rằng: quả thật ta bảo các ngươi, nếu ai giữ lời ta thì muôn đời sẽ không phải chết. Người Do Thái lại nói: bây giờ thì chúng tôi biết rõ ông bị quỷ ám. Abraham đã chết và các tiên tri cũng vậy. Thế mà ông lại nói: ai giữ lời ta thì không bao giờ phải chết. Chẳng lẽ ông lại lớn hơn cha ông chúng tôi là Abraham sao? Ngài đã chết, các tiên tri cũng đã chết, ông cho mình là ai? Chúa Giêsu trả lời: nếu tự ta tôn vinh chính mình thì vinh quang của ta sẽ không giá trị gì. Chính cha ta tôn vinh ta. Người là chính đấng các ngươi xưng là Thiên Chúa của các ngươi, vậy mà các ngươi không biết người. Còn ta biết người. Nếu ta nói ta không biết người thì ta cũng nói dối như các ngươi. Nhưng ta biết người và ta giữ lời người. Cha các ngươi là Abraham đã hân hoan vì nghĩ
sẽ được thấy ngày của ta. Ông đã thấy và đã vui mừng. Người Do Thái liền nói: Ông chưa được 50 tuổi mà đã trông thấy Abraham rồi sao? Chúa Giê-xu trả lời: quả thật ta nói với các ngươi, khi Abraham chưa sinh ra thì ta đã có rồi. Bây giờ họ lượm đá ném ngài, nhưng Chúa Giê-xu ẩn mình đi ra khỏi đền thờ. Đó là lời Chúa. Lạy Chúa Kitô, lạy Thiên Chúa. Bài đọc 1 mà chúng ta nghe trích trong sách Sáng Thế kể lại việc Chúa Giêsu ký, việc Thiên Chúa ký kết giao ước với tổ phụ Abraham. Thưa anh chị em, tổ phụ có tên thật là Abraham, cũng như người vợ của tổ phụ bà Sarah có tên thật là Sarai. Thế nhưng từ ngày được Chúa chọn, từ ngày được Chúa đánh dấu để trở thành người của cả một dân tộc lớn, đúng hơn người sẽ làm tổ phụ, làm cha của cả loài người, Thiên Chúa đã đặt tên cho tổ phụ. Từ đây tổ phụ Abraham sẽ được gọi là Abraham. Và với người vợ của mình sau này sẽ sanh một người con để trở thành người con của cả một dòng tộc lớn. Bà Sarai cũng đánh dấu cái ngày được Chúa chọn, được Chúa kêu gọi để trở thành người cộng tác với Chúa, thánh hóa cả một dân tộc. Sau này bà cũng sẽ được đổi tên thành Sarah. Như vậy Abraham hay Sarah có nghĩa là từ nay những con người này thuộc về Thiên Chúa, những con người này do Thiên Chúa làm chủ quyền của cuộc đời họ. Và cái truyền thống đặt tên để đánh dấu cái ngày Chúa chọn, để đánh dấu việc thuộc về Thiên Chúa, được thánh hiến cho Thiên Chúa, chúng ta thấy truyền thống đó giáo hội vẫn giữ, cho tới nay nhiều nhà dòng vẫn giữ. Ngày xưa đó thì hầu như tất cả các dòng đều sau một thời gian ở trong nhà dòng sẽ được đổi tên. Và có lắm lúc đó, chúng ta đến người nhà mình thì quen với tên con của mình. Con của mình tên là Thu, là Mai, là Hồng gì đó chẳng hạn. Đến nhà dòng hỏi: xin cho con gặp Mai con của con. Không ai biết hết, chỉ có bề trên may ra còn nhớ Mai giữa tên khác. Nhà dòng đặt tên lại để đánh dấu rằng người đã bước vào đời sống ơn gọi ấy được thánh hiến cho Thiên Chúa. Nhưng mà thật sự thì chúng ta đã được thánh hiến rồi, chúng ta đã thuộc về Thiên Chúa rồi. Kể từ ngày mà anh chị em và tôi được lãnh bí tích rửa tội, chúng ta đã là con Thiên Chúa, đã là người của Thiên Chúa. Và trong ngày rửa tội, anh chị em và tôi cũng đã lãnh nhận một tên mới, đó là tên thánh của chúng ta, để đánh dấu từ đây, từ ngày mà chúng ta được Chúa đón nhận làm con của người qua bí tích thánh tẩy, chúng ta đã thuộc về người. Cho nên sau này nhiều nhà dòng người ta bỏ cái truyền thống sửa tên, bởi vì chúng ta biết suy nghĩ lại đó thì mình thấy rằng mình đã thuộc về Chúa rồi. Dù cho mình thuộc về Chúa rồi thì mình ở trong ơn gọi nào thì cũng đã là người của Chúa, đã thuộc về Chúa. Thì dù thế chúng ta vẫn là người của Chúa, vẫn thuộc về Chúa. Vì thế cho nên nhiều nhà dòng thời nay vẫn giữ nguyên. Chẳng hạn như khi đi tu, tôi tên là Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng thì vẫn là Gioan Bautista Nguyễn Minh Hùng, không đổi tên nữa, vì tôi cũng đã được thánh hiến cho Thiên Chúa từ xưa.
Trên nền tảng ơn gọi làm con Chúa, tôi phát triển ơn gọi của tôi trở thành ơn gọi tu trì, ơn gọi thánh hiến. Cho nên cũng đã thuộc về Chúa rồi thì tôi đã thuộc về Thiên Chúa hơn nữa trong đời thánh hiến của mình. Thế thôi, cô không cần gì phải đặt tên mới. Có khi đặt tên mới không nhớ nổi. Thưa anh chị em, tôi đã từng ở bên cạnh các đan sĩ của dòng kính Phú Cường. Nhưng bây giờ hỏi lại có khi tôi quên mất tên các chị. Lâu rồi không có tiếp xúc á. Cho nên là tên của các chị là tên của những vị thánh, mà có khi những vị thánh nó xa xôi ở đâu. Nó không phải là thánh Phêrô, thánh Phaolô chúng ta quen. Cho nên là nhiều khi quên mất tiêu. Đây có một người không biết là tên gì tôi cũng chưa hỏi. Thưa anh chị em, nói như thế để cho thấy rằng mỗi người chúng ta đã thuộc về Chúa rồi. Và ngày xưa tổ phụ của mình được đánh dấu bằng việc Chúa đặt tên lại cho tổ phụ. Nhưng tổ phụ Abraham vẫn chỉ là hình bóng, vẫn chỉ là một sự báo trước cho một sự thật khác sẽ diễn ra sau này, mà chính Chúa Giêsu sẽ hoàn tất. Trong lời Chúa tranh luận với người Do Thái, chúng ta thấy hôm nay tranh luận đã đi đến rất cao rồi, và cái mâu thuẫn giữa Chúa và người Do Thái đã nặng lắm rồi, cho đến nỗi họ cầm đá ném Chúa mà. Cho nên đã nặng lắm rồi. Thế nhưng Chúa vẫn nói sự thật. Tổ phụ Abraham từ ngàn xưa dù được Chúa chọn và được Chúa ký kết giao ước rõ ràng để trở thành cha của các dân tộc, nhưng tổ phụ vẫn phải trông chờ, vẫn phải thấy cái ngày của Chúa Giêsu, cái ngày mà Chúa Giêsu nói đến, cái ngày của ta không phải là cái ngày như chúng ta đếm hôm nay thứ hai, ngày mai thứ ba, mà ngày của Chúa chính là vì thời gian Chúa đã quyết định hiến dâng mình để ký kết cho cả nhân loại một giao ước mới. Và cái ngày để trở thành để đưa nhân loại từ giao ước cũ trở thành giao ước mới, để từ đây sống trong vĩnh cửu với ơn của Thiên Chúa và với sự cứu độ của một mình Chúa Kitô. Giao ước không bao giờ có giao ước nào thay thế. Cho nên chính vì thế mà Chúa mới nói Abraham vui mừng vì thấy ngày của ta. Bởi dù gì Abraham vẫn chỉ là hình bóng, vẫn chỉ là một sự báo trước, còn chính Chúa mới là một thực tại thánh thiên thật sự vĩnh cửu và không bao giờ mất đi. Giá trị của giao ước của người là giá trị đời đời. Có ơn cứu độ không chỉ cho những người từ ngày tham dự vào giao ước của Chúa về sau, mà ơn cứu độ do giao ước của chính Chúa thực hiện còn quay trở lại cứu độ cả dòng tộc của tổ phụ. Cả tổ phụ cũng phải nhờ đến sự cứu độ của Chúa Kitô để đón nhận nước trời, đón nhận vinh quang hiển trị trong nước trời ấy cùng với Thiên Chúa, cùng với đấng cứu độ mình. Thưa anh chị em, giao ước thường hằng bất biến, giao ước vĩnh cửu, giao ước không bao giờ có thể thay thế, và giao ước muôn đời tồn tại. Chính Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng ta, đứng hôm nay đã phán ngay cả tổ phụ là cha của cả dòng tộc, là thế giới loài người, vẫn phải nhìn vào Chúa mà đón nhận sự vui mừng, đón nhận ơn cứu độ vĩnh cửu ấy.
Chúa cả trời đất, chúc tụng Chúa đã rồng ban cho chúng con bánh này là hoa màu ruộng đất và công lao con người. Xin dâng lên Chúa để bánh này trở nên bánh trường sinh cho chúng con. Trời đất, chúc cùng Chúa đã rộng ban cho chúng con rượu này là sản phẩm của đời nhau và công lao con người. Xin dâng lên Chúa đại rượu này trở nên của chúng con. Lạy Chúa là chúng con. Anh chị em hãy cầu nguyện để hy lễ của tôi cũng là của anh chị em được Thiên Chúa là Cha toàn năng chấp nhận. Xin Chúa nhận hy lễ tôi thánh chân để ca tụng tôn vinh danh Chúa và mưu ích cho chúng ta cùng toàn thể hội thánh người. Lạy Chúa, xin vái nhìn lễ tế chúng con dâng, ước chi lễ tế này vừa giúp chúng con cải tà quy chánh, vừa đem lại cho thế giới ơn cứu độ. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy nâng tâm hồn lên. Chúng con đang hướng về Chúa. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Thật là chính đáng. Lạy Chúa là Cha chí thánh, là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu. Chúng con tạ ơn Chúa mọi nơi mọi lúc. Thật là chính đáng phải đạo và đem lại ơn cứu độ cho chúng con. Vì cuộc khổ nạn xin ơn cứu độ của con Chúa, toàn thế giới đã nhận biết phải tuyên xưng uy linh Chúa. Và nhờ quyền lực khôn tả của thập giá, thế gian đã bị xét xử và quyền năng của đấng chịu đóng đinh được tỏa sáng. Vì thế lạy Chúa cùng với toàn thể thiên thần và các thánh, chúng con tuyên xưng Chúa và hân hoan tung hô rằng: Thánh, thánh, thánh. Chúa là Thiên Chúa các đạo binh, trời đất đầy vinh quang Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời, chúc tụng đấng ngự đến nhân dân Chúa. Hoan hô Chúa trên các tầng trời. Lạy Chúa, Chúa thật là đấng thánh, là nguồn mọi sự thánh thiện. Vì thế chúng con nài xin Chúa dùng ơn thánh thần Chúa thánh hóa những của lễ này để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nộp mình chiêu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn, bẻ ra và trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình thầy sẽ bị nộp vì các con. Cùng một thể thức ấy, sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn, trao cho các môn đệ mà nói: Tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu thầy, máu giao ước mới và vĩnh cửu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội.
các con hãy làm việc này mà nhớ đến thầy. Đây là mầu nhiệm đức tin. Chúng con loan truyền Chúa chiêu chết và tuyên xưng Chúa sống lại cho tới khi Chúa đến. Vì vậy lạy Chúa, khi kính nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trường sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa, vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng hầu cận trước tôn nhan và phụng sự Chúa. Chúng con tha thiết nài xin Chúa cho chúng con khi thông phần mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin nhớ đến hội thánh Chúa lan rộng khắp hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, hai Đức Giám Mục Giuse và Phêrô chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin nhớ đến các tôi tớ Chúa là Giuse, Maria, Teresa, Phaolô, Rosa mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng nhớ đến anh chị em chúng con đang an nghỉ trong niềm hy vọng sống lại, và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên, ông bà, cha mẹ và thân bằng quyến thuộc chúng con đã ly trần trong tình thương của Chúa. Xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhan Chúa. Chúng con nài xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse bạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa, nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa là Cha toàn năng, trong sự hợp nhất của Chúa Thánh Thần đến muôn đời. Amen. Vâng lệnh Chúa cứu thế và theo thể thức người dạy, chúng ta dám nguyên rằng: chúng con nguyện dâng cho cả sanh, nước cho tri điên, ý cho thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con như chúng con cũng tha kẻ con nợ chúng con. Xin chớ để chúng con xa trước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Lạy Chúa, xin cứu chúng con khỏi mọi sự dữ. Xin oái thương cho những ngày chúng con đang sống được bình an. Nhờ Chúa rộng lòng thương cứu giúp, chúng con sẽ luôn luôn thoát khỏi tội lỗi và được an toàn khỏi mọi biến loạn. Đang khi chúng con mong đợi niềm hy vọng hồng phúc và ngày trở lại của Chúa Giêsu Kitô, đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng: Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của hội thánh Chúa.
xin quái thương ban cho hội thánh được bình an và hợp nhất theo thánh ý Chúa. Chúa hằng sống và hiện tri muôn đời. Amen. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Lạy Chúa con sắc. Lạy Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Lạy Thiên Chúa, đem xóa tội trần gian, xin thương xót chúng con. Việc hòa mình và máu Chúa Giêsu Kitô Chúa chúng con mà chúng con sắp lãnh nhận cho chúng con được sống muôn đời. Đây chiên Thiên Chúa, đây đấng xóa tội trần gian, phúc cho ai được mời đến dự tiệc chiên Thiên Chúa. Con trong đám Chúa mưu vào nhà con, nhưng xin Chúa phán một lời thì linh hồn con sẽ lành mạnh. Xin bình thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Xin máu thánh Chúa Kitô gìn giữ con cho con được sống muôn đời. Lạy Đức Chúa Giêsu, con tin thật Chúa đã trong phép mình thánh. Con kính mến Chúa trên hết mọi sự, cùng ước ao chiều lấy Chúa trong linh hồn con. Song lẽ bởi vì bây giờ con chẳng có thế mà xin Chúa cho tặng được, thì xin Chúa ngự vào linh hồn con cái thiêng liêng vậy. Chẳng khác gì như Chúa đã ngự vào thật, thì con xin nắm lấy cùng hợp làm một cùng Chúa cho chồng. Xin Chúa chớ để cho con lìa bỏ Chúa bao giờ. Con đường nào ngày giờ mắc trường,
Ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa rất nhân hậu từ bi, Chúa đã cho chúng con dự tiệc thánh thể. Ước chi thần lương này sau khi nuôi dưỡng chúng con trên đường dương thế, cũng đưa chúng con về quê trời hưởng phúc trường sinh. Chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Tối ngày mai sẽ có bốn cha giải tội và là buổi giải tội cuối cùng trước khi chúng ta bước vào tuần thánh. Xin nhắc lại, trong tuần thánh không có giải tội để chúng tôi được rảnh rỗi hơn mà lo những cái bổn phận khác về phụng tự. Vì thế cho nên anh chị em trong gia đình mình còn ai chưa xưng tội, nhắc nhở bảo nhủ nhau để ngày mai các cha đến với chúng ta thì chúng ta cũng cố gắng cho xong bổn phận của mình để bước vào tuần thánh thật ý nghĩa. Chúa ở cùng anh chị em. Và ở cùng cha. Xin Thiên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban phúc lành cho anh chị em. Amen. Lễ xong chúc anh chị em đi bình an. Lạy Chúa Giêsu, lạy
thánh nhân sớm được chữa lành và an ủi các gia đình đang gặp khó khăn thử thách. Xin cho lời chúng con khiêm tốn cầu nguyện được chạm tới trái tim nhân lành của Chúa. Xin giảm bớt gánh nặng khổ đau và cho chúng con cảm nhận được bàn tay Chúa đang ân cần nâng đỡ chúng con. Lạy Chúa Thánh Thần là nguồn sức mạnh tình yêu, xin soi sáng các vị hữu trách và những người có khả năng, giúp họ sớm tìm ra phương thuốc chữa trị dịch bệnh. Xin ban cho các bác sĩ và nhân viên y tế sức mạnh của tình thương và lòng nhiệt thành quan đại, luôn tận tâm tận lực phục vụ các bệnh nhân. Chúng con xin trao vào đôi tay từ mẫu của Mẹ Maria những lời khấn nguyện trong cơn đại nạn, nhờ lời Đức Mẹ chiến cầu. Xin Chúa nhận lời chúng con. Amen. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần.